Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe chúng tôi. Hôm nay là ngày mình tổ chức Giáng sinh sớm một chút, như mà đem tất cả tấm lòng của mình trong buổi Giáng sinh vui vẻ trong cái buổi hôm nay. Vẫn là thắp lửa tự do cho nước Việt Nam đang trong cơn lửa khói, đang trong cơn bí cực, bởi vì bọn cộng sản khát máu đang nhường đất nhường. Don't bother.
thành rồi. Thank you, thank you.